Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 11 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Tất cả 11 đối tượng này đều trú tại Buôn Gia, xã Ia Chu, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk và do Y Tuân Nê, 15 tuổi, cầm đầu. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 1, Y Trông Prong, 18 tuổi và Y Wai Prong, 18 tuổi cùng 11 thanh niên khác đều trú tại Buôn Băng Khung, xã Ia Chu, huyện Krông Bông, mang theo hung khí như dao, gậy, cuốc đến tìm một nhóm thanh niên của Buôn Gia để đánh. Hậu quả của trận hỗn chiến làm Y Wai Prong tử vong trên đường đến bệnh viện, còn Y Trông Prong bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.